Kính thưa sư, ngày xưa con theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, ăn chay trường 6 năm, rồi nhờ ba vợ dẫn dắt theo Phật giáo Nguyên Thủy cho đến ngày nay. Chị con cũng tu theo Phật giáo Hòa Hảo, mỗi lần gặp con, chị con đều trách là con bỏ đạo, lỗi đạo. Con xin hỏi sư, như vậy có tội lỗi gì không? Có cách nào để lôi kéo người tà đạo theo về với chánh đạo không sư? Xin tri ân sư. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên á, nghe được thời pháp từ Ngài Ách Xá Trí và nhận ra rằng đây là con đường chánh phải theo, và Đức Thế Tôn là vị thầy của mình. Thì trước đó đó, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên có tu theo ngoại đạo. Thì hai vị này vì cái lòng nghĩ đến thầy của mình cho nên là cũng về và nói với thầy là: thưa thầy, bây giờ chúng tôi đã tìm gặp được chánh pháp, Đức Phật Gotama xứng đáng là thầy của chư thiên và nhân loại, là bậc đại giác. Bây giờ thầy hãy đi cùng chúng tôi để đến đảnh lễ và tu học với Đức Thế Tôn. Thì người thầy mới nói là: bây giờ các ông thì cứ đi, còn ta thì ta không có đi. Và thế là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên nói với những người đệ tử của vị ấy, tức là cũng bạn đồng tu của mình, rằng là nói y chang như thế. Và tất cả những người đệ tử của vị Bà La Môn này đều đi theo Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên để xuất gia nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn. Như vậy đó, khi mà toàn bộ đệ tử bỏ hết rồi thì ông thầy ông tức học máu, thì không có ai, luôn cả Đức Thế Tôn, chê trách là hai ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đã bỏ theo, bỏ ngoại đạo, khiến cho vị thầy ngoại đạo của mình tức học máu. Đã vậy còn rủ rê những cái người mà bạn ngoại đạo của mình để bỏ theo chánh đạo. Không có ai chỉ trích điều đó. Thế cho nên là cái chuyện mà nếu như lúc trước quý vị đã đi theo một sự thực hành sai lầm, mà bây giờ quý vị tìm được phương pháp thực hành đúng đắn và quý vị thực hành theo, thì không ai có thể chỉ trích quý vị là mình đã phản đạo. Đó là một chuyện không có cơ sở và cũng không cần phải suy nghĩ tới. Còn giáo pháp của Đức Thế Tôn là một giáo pháp đến để mà thấy, là một giáo pháp của người trí, dành cho người có mắt để thấy, có tai để nghe và có trí để suy tư, không phải dành cho người không có mắt, tai để nghe và không có trí để suy tư. Cho nên giáo pháp này nói nó dễ, dễ là bởi vì không hề có gì bí mật, mà luôn luôn rộng mở đến với tất cả chúng sanh. Nói khó là bởi vì chỉ có những chúng sanh có mắt để thấy, có tai để suy tư. Còn đa phần chúng sanh thì ở theo cái cách của họ. Quý vị không cần phải lôi kéo, mà mình hãy thực hành đúng theo lời dạy của Đức Phật
và chia sẻ lời dạy của Đức Phật đến với những người hữu duyên. Rồi đó, ai có mắt thì sẽ thấy, có tai thì sẽ nghe, và có trí thì sẽ suy tư. Còn những ai mà che mắt, bịt tai, thiếu trí thì mỗi chúng sanh có nghiệp của mình. Ngay cả Đức Thế Tôn, Ngài là một vị chánh đẳng giác, mà ông vua Thiện Giác á, nếu nói theo vai vế thì ông là cha vợ, đúng không? Cha vợ, ông là cha của bà Yayudhara mà. Nhưng mà Đức Thế Tôn cũng không có độ vua Đại Giác nha. Rồi Đề Quá Đạt Tá là Đề Bà Đạt Đa đó, nếu mà nói theo vai vế của người Việt mình á, thì thuộc dạng là anh vợ. Đức Thế Tôn cũng đâu có độ. Tại vì sao? Bởi vì họ từ chối. Chứ không phải Đức Thế Tôn không có tâm từ, mà bởi vì họ từ chối sự tế độ. Họ vô duyên với Phật Pháp thì thôi. Chứ không phải là mình phải cố, mình đè đầu họ ra để họ theo mình, thì không có chuyện đó. Nhớ Phật giáo không phải là các tôn giáo khác, mà mình dùng cái vũ lực hay là mình dùng cái mưu đồ để mà mình đạt được tín đồ thì không có chuyện đó.